Sau khi đã lau dầu xong em sẽ lắp và hoàn thiện cái đồng hồ cho bác thêm. Quay đằng sau là so với tay này là kém. Tay này là quay nhìn vô tư, nhưng mà tay này là ngựa. Lên trên úp lên thêm nữa thêm bảo có cần đèn sao có hai người ta rồi này đấy xong cái lần sau xem nó sửa được dễ chưa hay là đúng mà cái lần trước thì không sao lần sau thì nó tức là
khi mà xong rồi thì mình sẽ ghép thử một cái xoay này xem nó lên con hoặc là nó chạy bon là được. Đấy thì mình sẽ xịt ốc rồi. Đây, mình sẽ quay lại. Hãy để lên tai nghe nó chạy bon là được, đúng không? Đấy, rồi em sẽ lắp cái con ngựa vào. Cái con ngựa đây. Cái khi lắp vào em sẽ vệ sinh con ngựa, chân con ngựa này. Đó. Rồi em sẽ lắp cái tấm chắn ngựa vào. Thế bắt bắt tạm ốc vào. Bắt tạm ốc vào đã nhé các bác nhé. Đừng có xích ngay nhé. À, mình mới chỉ nên bắt tạm ốc vào thôi để cho nó giữ thôi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra lại người chân chưa đã, em sẽ lên qua một tí. Đó. Có căng tí nữa. Đó. Đấy, các bác thấy ngựa nó đá ngon này là được. Đấy rồi, đây em sẽ zoom gần lại cho các bác xem. Đó. Khi ngựa đá ok ấy, thì mình như đấy thì mình mới xịt ốc vào được vào nhé. Đó. Còn khi mà chưa đá ok đấy thì đừng có xịt ốc vào. Lúc vào là nó sẽ bị đứt gãy chân ngay, chân ngựa ngay. Đó. Rồi sẽ vặn tiếp con ốc nữa. Nó có hai con ốc hai bên. Hai con ốc bên. Bên. À, rồi bây giờ em sẽ kiểm tra cái tóc này. À, cái tóc này của nó thì nắn qua bây giờ mới vệ sinh cái tóc. À, em sẽ vệ sinh này. À. Rồi bây giờ sẽ lắp cái tóc vào nhé. Cứ phải hỏi chú chứ, rõ ràng chứ. Em sẽ bắt con ốc vào nhé. Đó, em sẽ lên cót căng một tí. Xiết ốc. Bây giờ những con ốc này mình nên xiết vào nhé, xiết chặt vào nhé. Đó. Khi đã chuẩn rồi thì mình mới xiết. Còn nếu mà chưa vào hết thì đừng có xiết. Cục xay là mua 100.000 một cân. À, em đã lau dầu xong con đồng hồ cho bác thêm ở Quảng Nam hay Quảng Ngãi thì em chả rõ nữa. Đó. Bây giờ em để theo dõi cho nó chạy xem thế nào. Bằng cách em lắp mỗi cái kim dây thôi. Đó.
đó, mỗi kim dây này để cho nó chạy thôi, và theo dõi trong vòng vài tiếng nó sẽ ổn định không. Đây các bác, đó, các bác nào mà cần tư vấn gì bác cứ liên hệ với em số điện thoại 0977 362 814 này nhé, tư vấn cho các bác free thôi nhé. Chào các bác.